Sau này sinh con thì em muốn sanh mấy đứa con? Tùy theo vợ. Thì tùy theo vợ, tùy anh theo mình lựa chọn đó. Đây là cũng có dành dụm được nhiều không? Cũng có, em đi đầu tư đất đai. Ồ, dành đi đầu tư đất đai vậy là giỏi quá rồi, có được mấy miếng đất rồi? Cũng có vài miếng. Có vài miếng vậy là tốt quá rồi ha, còn trẻ mà vậy là giỏi rồi. Nhưng mà em chỉ cần nhìn thấy anh là em nghĩ đến một vấn đề, đó là nhìn anh rất đẹp trai, nhìn anh rất là mắc cười và rất vui. Bạn mở mặt nạ ra. Chào chị Cát Tường. Rồi. Dạ. Bây giờ hai bạn ngồi gần nhau rồi đó, chỉ cách nhau một cánh cửa trái tim thôi. Bây giờ mình nói lớn lên. Rồi mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Văn Thông, quê em ở Nghệ An. Hiện đang sống và làm việc ở Bình Phước. Dạ, năm nay em 28 tuổi, sinh năm 1991 và đang khai thác nhựa cây cao su. Khai thác nhựa cao su. Dạ. Cho công ty hay là sao? Ý là làm cho vườn mình. À, làm cho gia đình mình. Rẫy bao nhiêu hecta? Hơn 5 hecta. Hơn 5 hecta. Dạ. Vậy thì nó bự quá rồi, mình làm sao hết? Phải thuê người nữa. À, mình phải thuê người. Đông nhân công không? Có một hai người. Một hai người. Là cái đó là mình làm quanh năm luôn hay là vô mùa mới làm hay là như thế nào? Không, một mùa chỉ có 8 tháng nè. 8 tháng đi làm, 4 tháng chơi. 4 tháng không phải chơi đâu, 4 tháng nó cũng làm việc khác. 4 tháng làm việc khác. Ví dụ việc khác là làm việc gì? Nuôi cá nè. Có nuôi cá nữa. Dạ. Trời, ông chủ giỏi dữ ta. Thế mình đang sống với ai vậy? Sống với ba mẹ. Ba mẹ. Thế ba mẹ là còn làm việc không hay là nghỉ hưu rồi? Có, ba mẹ đang còn trẻ, ba mẹ năm mấy. Ba thì làm thợ mộc, mẹ phụ nấu ăn. Ba làm thợ mộc, mẹ phụ nấu ăn. Vậy là cái việc làm rẫy nuôi cá là một mình em thôi. Dạ. Nhà anh đông anh chị em không? Nhà có ba anh em trai, em là thứ hai. Rồi hai người kia đâu? Anh là có vợ rồi còn thằng em nữa. Rồi ông chủ ha. Rồi tới em gái giới thiệu đi em. À, em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương, năm nay 29 tuổi. Em là kế toán, em đang làm việc và sinh sống ở Buôn Ma Thuột ạ. Có ngại bạn trai nhỏ hơn mình tuổi không? Dạ không ạ. Ta tuổi trẻ nhưng mà tài cao, ta dạ. Làm ông chủ rồi. Dạ vâng nha. Dạ. Quê mình là ở đâu? Em làm việc và sinh sống ở Buôn Ma Thuột nhưng mà quê gốc em ở là miền Bắc ạ. Vào Buôn Ma Thuột lâu chưa? Dạ em sinh ra ở bên mở Buôn Ma Thuột luôn ạ. Sinh Buôn Ma Thuột luôn. Dạ vâng ạ. Rồi hiện giờ sống làm việc Buôn Ma Thuột luôn. Dạ vâng ạ. Hôm nay xuống đây ghi hình thôi. Dạ vâng ạ. Rồi chừng nào về? Dự kiến thì tối nay hoặc là tối mai gì đấy. Thôi tối mai đi, ở nay ở lại đi chơi bữa nữa. Buôn Ma Thuột giờ phải chạy ngang Bình Phước. À, về Buôn Ma Thuột phải chạy ngang Bình Phước. Đúng rồi. Từ Bình Phước lên Buôn Ma Thuột còn bao nhiêu cây nữa biết không? Đi lần nào chưa? Chưa đi lần nào. Ủa phải trăm mấy, gần 200 cây nữa. Chắc 300 cây á. Hả? 300 cây. Đâu dữ gì? Xa lắm. Không. Ở đây Buôn Ma Thuột có 250 cây à. Mà từ Bình Phước rồi đi lên nữa còn trăm mấy à. Em chưa đi, em chưa đi nữa. À, có trăm mấy à, bữa chị đi diễn ở Buôn Ma Thuột mà. 250 cây à. Là từ Sài Gòn luôn á. Còn mà từ Bình Phước lên trăm mấy à. Em chưa đi khi nào hả? Lát nữa search Google coi thử, chị Tường cũng không rành địa lý. Cần gì search chị bảo anh đi lên là biết liền. Ờ, cần gì search, đi lên một lần là biết liền. Dạ. Giờ quen bạn gái ở xa quá có ngại không? Không, sao ngại được, vì con trai mà đông có ngại. Nhưng mà thí dụ ở xa vậy thì bao lâu mới thăm cổ được lần? Nếu mà yêu nhau, hiểu nhau rồi thì tuần hoặc hai tuần vậy. Tuần hai tuần lần lại rồi. Còn nhiều công việc nữa. Rồi yêu nhau bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Một năm. Một năm, khoảng cách cỡ nào mà yêu rồi là vượt hết đúng không? Giống như kiểu mà người ta nói là yêu nhau mấy núi cũng trèo. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mà có cái đèo nhỏ nhỏ vượt không qua. Không. Đều nhỏ to gì cũng vượt hết. Vượt hết phải không? Rồi. Ê, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người vui vẻ, hoạt bát. Em thích gặp gỡ và nói chuyện với mọi người và cũng là người biết cảm thông và chia sẻ chị. Còn điểm yếu của em thì đôi khi là với những người thân quen em nói hơi nhiều ạ. Nên là... Nói nhanh nữa. Em cũng nói hơi nhanh. Đúng không? Nói chậm chậm lại, nói lớn xíu người ta mới nghe rõ được nè. Thế còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Biết ca hát. Biết ca hát. Đầu tôi không tin, bây giờ ca hát thử khúc tôi nghe coi. Dạ, em ca một đoạn bài Chị Yêu Mình Em. Mời nghe. Ta giúp lại ảnh đi. Rồi, mời em. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho vơi đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. À, giọng hát này chắc cũng đi luyện dữ lắm phải không? Ở nhà em hát. Ở nhà hát. Có tiệc tùng đám cưới đám hỏi gì có lên hát không? Có, lâu lâu
đám cưới anh em bạn bè thì... chắc cũng giật mình luôn đúng không? Chung vui. Chung vui đúng không? Dạ. Rồi bạn gái mình đáp lại liền chứ không thôi là mình thua sao? Mời em. Cảm ơn tình yêu. Rồi mời em. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm, phút giây còn mãi hát lên. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Trời, cặp đôi này mà giờ lấy nhau về rồi hát hoài ai chịu nổi ta. Rồi dành nhau giật cái micro nhau nữa, khổ ghê luôn ạ. Ổn không em? Cô hát được không em? Hát hay. Hát hay ha. Em hát cũng hay, hai người đều hát hay hết. Rồi bây giờ tới cái tình trường coi sao nè. Hai mối tình. Hai mối tình. Cái mối gần đây nè bao lâu? Hồi năm 21 tuổi. Rồi sao chia tay? Cô hàng xóm dễ thương quá mà sao chia tay? Chắc là không có chăm sóc, không có quan tâm người ta phải không? Lo toàn là mấy cây cao su, mấy cây nhựa không chứ gì. Đúng không? Bây giờ rút kinh nghiệm nha. Bây giờ có tình yêu là phải quan tâm chăm sóc đến người yêu, đặc biệt là yêu xa nữa phải nhắn tin hỏi han gọi điện. Đúng không? Thế em tình trường em sao? Tình trường của em thì em chưa chính thức quen ai cả. Tại 29 tuổi mà chưa quen ai hết. Dạ. Nguyên nhân là có hai lý do chính. Một là người mà em thích thì lại không thích em, còn người thích em thì em lại không thích. Trời dạ. Ơi, khổ vậy trời. Vậy là chưa có hôn ai, chưa có nắm tay, chưa gì hết. Dạ, đó gọi là bí mật, ít mật mí, nhưng mà ai cũng biết cả. Trời dạ. Ơi, phí hoài tuổi xuân quá. Rồi sao bây giờ em thích sao mà người ta không thích, rồi người ta thích sao mà em không thích nè? Thì em thích người như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai của em thích thì nếu là một người như là ấm áp, dạ, là người có trách nhiệm, rồi biết quan tâm và chia sẻ với mọi người ạ. Rồi về ngoại hình thì như thế ngoại nào? Ngoại hình thì là cao 1m6 trở lên ạ. Dạ, có đôi mắt đẹp. Mém đẹp. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. 1m65. Dạ. Rồi cái gì nữa, tiêu chuẩn gì nữa? Mập, ốm, cao, tóc, tai, quần áo em thích như thế nào? Dạ, về trang phục thì em cũng rất là thoải mái. Còn gầy với ốm thì đừng có gầy quá mà đừng có mập quá là được. Đừng dạ. Gầy quá, đừng mập quá. Dạ, vâng ạ. Mập quá bắt về tập thể dục. Mà dạ. Ốm quá về mình nuôi ăn. Dạ, gầy quá em sợ đi ra ngoài. Em lại sợ là anh bạn ấy là bay mất chiếc gió mất. Bay chiếc gió mất, cao. Đó. Rồi, thế còn em sao? Kiếm một người sống tình cảm, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Rồi, ngoại hình như thế nào? Cao 1m55 trở lên. Có. Gì nữa? Mặt tròn. Mặt tròn, tròn luôn. Cái này gọi là trăng luôn đấy ạ. Cái này là tròn do. Gì nữa? Vậy được. Vậy thôi, thế thì đơn giản quá, đâu có tiêu chuẩn gì khó đâu. Thôi được rồi, bây giờ đó, cho chị coi tấm hình coi nè. Để đoán nhau coi được không nha. Đó. Anh ấy có ở trọng đó, coi đi. Dạ em gửi chị. Đó, có cô gái ấy ở trọng luôn đó. Cao 1m, 5m mấy cơ? Dạ em, thực ra là em chỉ cao 1m50 thôi chị. Cao dạ. 1m50 thôi. Dạ. Anh này thì cao 1m65. Dạ. Đó. Mặt tròn, xương xương, gầy gầy. Cao 1m65 mà ông chỉ vô người cao cỡ 1m7 như vậy ông. Mình cao có 1m65 mà chỉ cô cao chi dữ vậy. Cô này thấp nhất rồi. Giờ thích cô nào tôi gả cô đó nha. Lựa cho kỹ nha. Cô này đi. Cô đó đúng không? Chắc chưa? Ưng ừ, ưng chưa? Ưng ừ. Ưng cô đó chưa? Để lát là tôi làm mai cô đó đó nha. Rồi, bên đây. Chị. Ai? Anh nào? Dạ, em đoán cho anh này. Đoán anh này? Dạ. Lý do tại sao? Dạ, thấy em cũng biết như cảm nhận là giống như là giống em đó. Ồ, giống em hả? Dạ. Trời dạ, mặt tròn nữa. Mặt tròn. Dạ. Anh không có tròn đâu em. Dạ. Thôi được rồi, đó là mình đoán cho vui thôi. Bây giờ dạ. Mình sẽ kiểm tra lại xem cái cảm nhận của mình có đúng hay không nha. Dạ vâng ạ. Mời hai bạn hãy nhìn xuyên qua cánh cửa trái tim. Sao anh ạ? Chào đúng em. Không em trai? Đúng rồi. Em đúng rồi hả? Hồi nãy chỉ cô kia là trớt quớt rồi thấy không? Thôi bây giờ là mình đoán, giờ người thật việc thật ở đây rồi, mình trò chuyện thôi. Anh có món quà gửi cho em. Đây đây, qua qua trái tim luôn. Không, em qua bên đây được. Ờ thôi em thích qua, em qua. Dạ vâng ạ. Chào anh ạ. Dạ, cho em gửi đây chứ không ạ. Rất vui được gặp em. Dạ vâng ạ. Ta muốn qua để người ta bắt tay. Rồi. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào khi thấy cô gái bên đó? Cô ấy cũng dễ thương. Tròn không em? Đạt chuẩn em khoảng bao nhiêu phần trăm? 80%. Rồi, còn em thì sao? Dạ, thì anh cũng gần giống những gì em tưởng tượng ạ. Dạ. Bây giờ hai người trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau ha. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. Khoảng vài phút sau thì chị Tường sẽ quay lại nha.
bây giờ mời hai bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng Mr. Lai. Đây là món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháo quẩy, nhồi tôm chiên giòn. Những món ăn rất là ngon ha. Đây là phong cách ẩm thực Hồng Kông đó. Ăn nhưng mà nhớ trò chuyện với nhau nghe, hỏi nhà cửa rồi hẹn cái lịch coi sao cho nó trùng khớp lên thăm nhau nha. Rồi mời hai bạn tự nhiên, chị Tường sẽ quay lại liền. Dạ, chào chị. Dạ, em chào anh. Dạ. Mời em. Dạ vâng, mời anh ạ. Dạ. Dạ. Ủa anh như vậy là anh lên lúc nào? Anh lên hồi sáng. Hồi sáng hả? 7 giờ. Dạ. Anh đi bằng cái gì lên đây? Đi xe máy. À, đúng là từ Bình Phước mà lên đây đi xe máy rất là tiện. Từ đó em từ trên đó mà đi xe máy thì mất khoảng tầm 8 đến 10 tiếng, nên là nên đi ô tô thì nó sẽ hơi đỡ hơn, hơi xa. Dạ. Đi xe giường nằm phải không? Dạ, em có đi xe giường nằm mà. Dạ. Nhà em thì bao nhiêu anh chị em? Dạ, nhà em thì có hai anh chị em và một em trai nữa. Nhưng em một em trai thì lại hay đi làm xa, nên là em lại hay ở nhà với bố mẹ. Em đang ở sinh nhưng mà em ở với bố mẹ luôn. Bố mẹ nhiêu tuổi chưa? Bố mẹ em khoảng tầm 50-60, thế nói chung là vẫn là chưa, vẫn còn trẻ. Với em thì bố mẹ em luôn luôn trẻ. Không, dạ. Vậy nhà em ở nhà làm gì? Bố mẹ em? À dạ, bố mẹ em thì trước khi làm công nhân thì bây giờ mẹ em nghỉ hưu rồi. Còn bố em thì vẫn làm rẫy. Chắc cà phê. Dạ, có rẫy cà phê, hai phụ huynh cứ túc tắc làm rẫy coi như là vừa tập thể dục vừa đi làm luôn ạ. Vậy bữa nào anh lên chơi được? Dạ, anh có muốn anh lên chơi hay là anh muốn lên phụ cũng được luôn. Lên phụ luôn. Dạ vâng ạ, em đồng ý hết. Dạ, ok. Dạ vâng ạ. Dạ em dùng đi. Dạ vâng ạ, em mời anh ạ. Dạ. Ủa anh đi làm như vậy thì có anh hay có hay đi chơi, đi đâu chơi lâu không, hay là anh hay thử ở nhà? Anh thử ở nhà không ạ. Anh có hay đi du lịch gì không? Có, anh hay đi phượt với đi du lịch Tết rồi mới đi. Còn bình thường công việc nhiều đâu đi được nữa. À dạ vâng ạ. Sở thích của em là một năm ít nhất em phải đi một hai nơi em mới cảm thấy nó là thoải mái được. Chứ còn nếu không được đi đâu em cảm thấy rất buồn á. Đúng rồi, nó cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ, nói chung là người ta bảo là sáng thức dậy ở một nơi xa ấy anh. Đúng rồi. Dạ. Anh thích vậy đó. Dạ vâng ạ. Dạ. Ở nhà mọi người có hỏi về vấn đề lấy lập gia đình không? Cũng ít hỏi lắm nhưng mà... Vậy là cũng thoải mái. Tại thoải mái lắm, ba mẹ anh thoải mái. Bố mẹ em cũng vậy, bố mẹ em bảo là nói chung là được quyền lựa chọn và được quyền chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Bố mẹ không ngăn cản. Quyết định là do hai đứa thôi. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Cứ hai đứa, cứ hai người cứ tìm hiểu đi, nếu mà có duyên thì sẽ tiến tới sao. Dạ, thì nói chung là nếu mà có một dịp nào đó thì mời anh lên Buôn Ma Thuột. Cho nên không khí rất là mát mẻ, mọi thứ rất là thoải mái. Thì lên một lần để biết xem là con đường từ dưới Bình Phước lên Buôn Ma Thuột nó xa như thế nào, hay là nó gần ra sao nhá. Gần ngã tư Trấn Thành ấy. Rồi nãy giờ có ăn được miếng nào chưa? Có, em ăn được miếng. Ngon không? Ngon lắm. Ngon chị ơi. Ngon chị ơi hả? đồ ăn của Hồng Kông là ngon lắm nha. Rồi nãy giờ có hẹn hò được gì chưa? Có làm sao giờ, chừng nào lên thăm cổ lần đầu tiên? Bây giờ là bữa nay tao ở lại, tới thí dụ ở lại tới mai rồi, có hẹn hò đi đâu chơi không? Tối nay có đi đâu chơi không? Thì để em rủ. Để em rủ này, nãy giờ chưa rủ nữa. Chưa. Trời ơi. Thật ra em đợi anh ấy rủ, em tính rủ rồi mà em thấy anh không nói nên em cũng bèo dế, sợ bèo luôn, thấy không? Thì đang mê man nói chuyện. Vậy hả, đang mê man nói chuyện. Chưa đề cập tới. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ có nhiều thời gian hơn nữa ha. Nhưng mà giờ quan điểm của tụi em về hôn nhân gia đình là như thế nào? Theo em quan điểm về hôn nhân. Với em thì quan điểm về tình yêu ấy thì là tình yêu thì có tính thời điểm thôi, và nó bắt đầu từ sự rung động, nhưng mà có bền lâu hay không ấy thì là nó là sự nỗ lực. Còn về quan điểm về hôn nhân thì là sự cam kết và trách nhiệm và sự tôn trọng. Cam kết, trách nhiệm, tôn trọng. Thế còn em, quan điểm về hôn nhân của em như thế nào? Em cũng đơn giản lắm, sống nó tình cảm ấy. Hai bên yêu thương nhau. Thí dụ như sau này sinh con thì em muốn sinh mấy đứa con? Tùy theo vợ. Thì tùy theo vợ, tùy anh theo mình lựa chọn mà. Không, tùy theo vợ, vợ sinh mà mình đâu có sinh được. Đúng không? Nhưng mà phải mình phải có mình góp sức vô mới sinh được chứ. Thì có mình góp sức, nhưng mà vợ đẻ nhiêu thì nuôi nhiêu. Dạ, đẻ nhiêu nuôi nhiêu. Nếu mà lấy nhau về thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Vợ quản lý em cũng được, nhưng mà ai thích thì người đó quản lý. Xưa giờ em làm ăn vậy rồi tiền bạc là ai giữ? Em giữ hay là bố mẹ giữ? Em giữ. Em giữ hết. Vậy là cũng có dành dụm được nhiều không? Cũng có. Em đi đầu tư đất đai. Ồ, dành đi đầu tư đất đai vậy là giỏi quá rồi. Có được mấy miếng đất rồi? Cũng có vài miếng. Có vài miếng vậy là tốt quá rồi ha. Còn trẻ mà vậy là giỏi rồi. Đây, giờ chị cho hai bạn bóc vài lá thăm nha. Bóc vài lá bài của chương trình nè. Rồi mình đọc lên, đọc lớn lên. Rồi mình thực hiện cái yêu cầu ở trong này.
Hãy thể hiện năng khiếu khiến đối phương vui. Năng khiếu khiến em có thể khiến cho anh vui là em thường hay đôi lúc là em hay kể chuyện cười. Nhưng mà lên đây thì em lại bị run quá nên là không thể nhớ được chuyện cười. Được. Nhưng mà em chỉ cần nhìn thấy anh là em nghĩ đến một vấn đề, đó là nhìn anh rất đẹp trai, nhìn anh rất là mắc cười và rất vui. Vui không? Người ta khen mình kìa. Thì khen thì phải vui thôi. Đó, người ta đang kể chuyện vui đó. Chuyện, yeah. chuyện vui, chuyện cười đó, phải có thiệt đâu nha. Đúng không em? Thật mà. Ủa thật luôn. Chúc mừng em. Cái tình yêu thương rất là đẹp trai. Bây giờ em bóc một lá bài đi, đọc lớn lên. Em yêu cầu anh thực hiện cái điều ở trong đó. Nếu hai bạn yêu nhau, thời gian nào ra mắt gia đình và bạn bè? Nếu mà yêu nhau thì khoảng... Trả lời với cổ á. Anh phải nhìn em. Đúng rồi. Em đây này. Nếu mà yêu nhau thì khoảng 2 tháng hoặc 1 tháng vậy. Rồi mình về trong mắt. Không, giờ đây là lên trình hình trong mắt rồi đó. Nhanh dữ vậy đó hả? Thấy đâu đâu. Tao nói lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Có nghe câu này chưa? Em nghe rồi. Bây giờ mà không lấy lẹ là coi gió thổi là nó bay luôn đó nha. Còn gió thổi mà bên đây không bay là gió thổi em bay á. Lấy anh này về là phải tẩm bổ, phải nuôi khéo nữa nè. Chắc là cũng không có ai chăm sóc ăn uống nên là hơi là thiếu cân. Mà mạnh khỏe không vậy? Khỏe lắm. Khỏe lắm hả? Sao dân làm rẫy mà sao tôi thấy yếu xìu vậy? Trời, em khỏe lắm. Khỏe lắm hả? Một ngày lao động của em là như thế nào? Em kể chị nghe có lịch trình coi. Sáng mấy giờ dậy? Nếu mà mình khai thác nhựa cao su thì nó làm ban đêm mà. À, làm ban đêm hả? Buổi đêm thì mình làm từ 2 giờ tới 5 giờ. 2 giờ khuya hả? Làm tới 5 giờ sáng. Ủa lý do sao vậy? Em là cái giờ đó mới có nhựa hay là nhựa sao? Nó mới chạy ra. À, giờ vậy mình mới biết. Làm xong rồi nhựa nó chạy ra, xong rồi mình đi lấy khoảng 9-10 giờ mình đi lấy. 2 giờ đến 5 giờ, rồi sau 9 giờ đến 10 giờ là sao nữa? Tức là chính là nó cạo chạy. Đó, khi mình cạo là để mình nhựa nó chạy. À, rồi cái mình đi ngủ hả? Đi ngủ. Đi ngủ, rồi cái 9-10 giờ mình dậy mình thu hoạch. Rồi sao nữa? Chiều đi chơi. Chiều đi chơi thôi. Trời, sướng quá. Rồi buổi tối cũng chơi luôn, chỉ có 2 giờ mới đi làm, đúng không? Khỏe rồi, vậy được rồi đó, ổn định rồi. Buổi chiều thì đi chơi nhưng mà có khi thì phải cho cá ăn. À, đi chơi phải cho cá ăn. Không, công việc cũng nhàn hạ quá. Bây giờ ví dụ nè, bây giờ lấy nhau nè, em có ngại làm dâu không? Dạ, em không ngại làm dâu chị. Rồi đi xa cũng được, phải không? Hai bạn cùng quê ở ngoài Bắc đúng không? Mình hẹn hò nhau về thăm quê, thăm bà con cũng tiện. Em cảm nhận về anh từ khi gặp đầu tiên là như thế nào? Dạ, cảm nhận của em là anh đầu tiên em thấy là anh là một người rất là chân thật, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ là em, và cũng là một người như là đàn ông có trách nhiệm với gia đình á. Dạ, điều đó là khiến em rất là cảm thấy rất là ấn tượng ạ. Dạ. Còn anh thì sao, anh cảm thấy em như là người như thế nào? Em nhìn em cũng hiền. Dạ. Hợp với cái tiêu chuẩn của anh. Dạ. Anh cũng cảm nhận vậy thôi. Không biết được. Mới tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, vâng. Đúng ạ. Rồi. Thật ra hôm nay là chúng ta có một cái cơ hội, một cái gặp nhau đây là cái duyên thôi. Dạ. Còn mà biết có tận dụng hay không, có nắm bắt cái cơ hội này hay không là do các bạn. Dạ, vâng. Chứ ít phút ở đây không phải là gặp đây rồi tự nhiên bấm nút và kết hôn, không phải. Cái này là mới đến nút để mình chấp nhận, bắt đầu từ ngày hôm nay mình cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để qua lại. Đúng không? Nếu mà hợp nhau thì mỗi bên phải vun đắp thêm nữa, mỗi người nhường nhịn nhau, hy sinh nhau một chút thì nó mới tới được cái ngày là về chung một nhà. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như chúng ta thấy đối phương phù hợp, có tiềm năng, ta rung động, ta có cảm xúc thì chúng ta bấm nút thật mạnh. Nếu cảm thấy không hợp thì chúng ta lấy tay ra khỏi nút bấm. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3. Bấm vô lại. Rồi. Ví dụ nãy cổ không bấm luôn hả? Bình thường là bạn. Bây giờ bấm nút rồi thì sao? Bạn tìm hiểu. Đang tìm hiểu. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Bạn đặc biệt. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Và hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm khi chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Dạ, anh vươn tay em đi. Ủa, có xem chương trình này chưa? Có. Có thấy người ta hôn nhau cuối chương trình không? Có thấy nhưng mà thôi, hôn tay rồi. Ông chắc ông ế quá à. Ông chủ gì đâu, thiệt á, mệt mỏi ghê luôn á. Làm như hai người hôn tôi sướng vậy. Rồi, thay mặt cho chương trình gửi tặng em một món quà. Dạ, cảm ơn ạ. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 đến 9 tháng. Giờ khoan hả, về
nha, ra mình ăn uống xong mình đưa nhau đi coi phim, lâu lâu mới có cơ hội lên đây nha, rồi tìm hiểu nhau, lấy thông tin điện thoại địa chỉ gì đó, rồi nếu mà thích cổ thì quan tâm chăm sóc, có tin vui gì thì báo cho chị Tường biết được không? Rồi cố gắng lên nha, dạ chúc mừng hai bạn nha. Dạ, cảm ơn chị ạ, cảm ơn chương trình. Mạnh mẽ lên chút xíu, hơi nhát, hơi rụt rè, rồi đứng đó đợi chị Tường xíu. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Eureka, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.